Ôi toang rồi hu hu. Ngày Covid đúng là không chừa một ai. Sáng ngủ dậy cảm thấy hơi ngứa họng một tí là tôi đi test ngay, kết quả là hai vạch rồi các bà. Thằng kia thì nhảy kinh được muối. Điều đầu tiên bật ra trong đầu tôi là chính là thôi xong lại không được gội đầu và tắm rửa trong vòng mấy ngày liên tiếp. Lúc này tôi cũng còn rất là tự tin này, vẫn nói rất nhiều luôn và chưa có một biểu hiện gì. Đến khoảng một tiếng sau thì bắt đầu có dấu hiệu đau đầu. Thôi xong, sốt rồi. Giờ thì công việc của tôi là chỉ có nằm trên giường thôi, tất cả những thứ còn lại sẽ để chọc lo. Các bạn cũng nghe được giọng mình rồi đấy đúng không? Đang ngạt mũi dã man luôn. Chưa gì đã mua cho người ta một đống thuốc này. Biểu hiện trong những ngày đầu tiên của tôi là sốt, rát họng, rát mũi, khó thở. Tôi thấy các bạn chia sẻ là dù là F0 thế nhưng mà vẫn không có một triệu chứng gì, vẫn như bình thường thôi. Thế nhưng mà có vẻ là tôi không được may mắn cho lắm. Trong những ngày này chỉ biết ăn uống thật là đầy đủ, giữ cho mình một tinh thần lạc quan và chăm chỉ uống thuốc thôi. Ngoài ra thì các bạn đừng quên ăn thêm hoa quả để có vitamin C trong người nhé. Đến tầm buổi trưa thì mình đã lên đến đỉnh điểm của cơn sốt. Nhìn anh yêu chăm sóc cho mình vất vả mà thương chưa kìa. Mình như kiểu bị hôn mê mọi người ạ, ngủ li bì từ sáng đến tối luôn. Đây là những thước phim mà chọc đã quay lại trong lúc mà mình đang ngủ. Khi mà sốt thì mình bị mỏi người dã cả mạng luôn, đặc biệt là ở phần chân và nhất là hai cái đầu gối. Đêm hôm rồi thấy anh yêu chăm sóc cho mình như thế này thì mình cũng thấy xót cơ. Đúng là những cái lúc mà ốm đau bệnh tật mới biết người thật sự yêu thương mình là ai. Mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cho các bạn vào ngày mai nhé. Tạm biệt.